cái ông Sơn Núi này vừa xấu vừa đen, sao không kiếm người mẫu nào đẹp trai mặc áo da lên mà review? Chào anh em, mình là Sơn Núi chuyên đồ da đây. Chia sẻ thật với anh em là những cái comment kiểu này nó còn nhẹ nhàng đấy. Mình cũng có rất nhiều những cái comment ở trên TikTok nói rằng là xấu béo lùn là mặc còn làm giảm giá trị cái áo đi. Nhưng mà chia sẻ với anh em cái công việc này là cũng bất đắc dĩ và mình không muốn làm đâu. Thì kể cho anh em một câu chuyện. Ngày xưa năm 2018 ấy, bên mình có mấy anh em cổ đông, thì mỗi anh em cổ đông phụ trách một cửa hàng. Thì hồi đấy là có cái cửa hàng ở Hoàng Văn Thái và đường Bưởi và Hà Đông này. Thì mấy cái cửa hàng kia nó là quận trung tâm, thì anh em thì cũng đông khách, nhiều việc hơn. Nên là mình chọn cửa hàng Long Biên, nhưng mà cuối cùng là đâm ra nó ít khách. Thế thì ít khách thì thời gian mình làm gì? Lôi video máy camera ra để quay review cho anh em áo da thôi. Và từ năm 2018 rồi mình cũng đã làm cái kênh YouTube. Hồi đấy quay rất nhiều về cái kiến thức và các sản phẩm đồ da theo cái trải nghiệm của mình để chia sẻ cho anh em. Thì sau này bắt đầu mình quay thêm TikTok này. Thì cũng may là nhờ có những cái video này thì anh em biết đến các sản phẩm đồ da, áo da của bên mình. Những cái buổi đầu mình quay thì cũng ngu ngơ ngơ, nhưng mà bây giờ quay nhiều rồi thì trộm vía cũng được nhiều anh em ủng hộ. Thì mình phải công nhận với anh em là mình thuộc dạng là tổ hợp của xấu, đen và thấp. Thực sự là tạng người của mình mặc áo da này nó còn đỡ ấy. Chứ còn mình mà mặc những cái sản phẩm kiểu khác, kiểu áo thể thao hay là áo vest thì nó còn xấu hơn. Thì đấy là mình nói vui như vậy. Nhưng mà có một điều rằng là khi mà bên mình trải nghiệm các sản phẩm áo da, mình cũng thấu hiểu được rằng là rất nhiều khách hàng bên mình cũng là rất đa dạng ngành nghề, công việc khác nhau, và cũng có đa dạng về độ tuổi và thể trạng khác nhau. Vậy nên mình cũng muốn rằng là những cái sản phẩm áo da của mình nó không phải là cái thứ đặc quyền dành cho những cái người mà kiểu người mẫu đẹp trai vân vân, mà mình cũng muốn rằng là cái sản phẩm áo da của mình này sẽ góp phần là giúp cho cái người mặc được đẹp hơn. Thì đấy là cái điều thấu hiểu của mình. Và mình nghĩ rằng là thôi thì tùy nghề chọn rồi thì mình cứ tiếp tục là nghiên cứu về các sản phẩm áo da và quay lên chia sẻ với anh em thôi. Mong em ủng hộ. FTT Laser có mọi sản phẩm đồ da bạn cần.